Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wine Wine Vlog. Lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái đĩa cheese board để mà các bạn nhâm nhi cùng với rượu vang hoặc là rượu whisky. Đây có thể gọi là một cái đĩa thức ăn nhẹ và nó bao gồm những cái nguyên liệu rất là cơ bản, ví dụ như là phô mai nè, thịt xông khói nè và các loại trái cây tươi. Bây giờ tụi mình cùng bắt tay vào làm nha. Thường thì mình sẽ xếp những cái loại nước chấm nè, các loại mứt trái cây và các loại hạt đậu lên trên cái bàn cheese của mình trước, và mình sẽ xếp chúng ở những cái góc khác nhau trên bàn của mình. Ở đây hôm nay thì mình có hạt ô liu nè, mật ong và kem phô mai. Cái kem phô mai này thì mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì và crackers. Tiếp theo thì mình sẽ xếp những cái miếng cheese lên bàn. Thường thì mình thích sử dụng ít nhất là 4 loại cheese trên một cái bàn tiệc của mình. Những cái miếng cheese nào mà mềm á, thì mình sẽ để nguyên miếng lên trên bàn. Còn những cái miếng cheese hơi cứng hoặc là cứng thì mình sẽ sắc sẵn ra thành những cái viên hình vuông nhỏ để cho dễ ăn. Và khi xếp cheese lên bàn thì mình cũng sẽ cố gắng xếp chúng nằm ở những cái góc khác nhau trên bàn, tránh cái trường hợp mà hai miếng cheese có màu sắc gần giống nhau hoặc là giống nhau nằm ở sát nhau. Mình chỉ để hai loại cheese nằm gần nhau khi mà chúng có cái màu sắc tương phản hoặc là màu sắc khác nhau. Trên một cái đĩa cheese board thì không thể nào mà thiếu crackers được. Những bạn nào mà không có ăn quen crackers thì các bạn có thể thay thế bằng bánh mì hoặc là các bạn có thể sử dụng cả hai. Và mình đặc biệt thích sử dụng những cái loại cracker có hình dáng khác nhau để cho cái dĩa cheese board của mình nó đẹp mắt hơn. Tiếp đến mình sẽ xếp salami lên dĩa ha. Salami là một cái loại thịt động vật mà được lên men và ủ khô. Thường thì họ sẽ ủ với muối để mà có thể bảo quản và sử dụng được lâu ngày. Các bạn có thể sử dụng các loại cá, ví dụ như là cá hồi hun khói hoặc là cá hồi muối cũng được ha. Ở đây hôm nay thì mình sử dụng 3 loại salami mà cơ bản nhất và cũng là 3 cái loại mà mình thường hay ăn nhất. Và mình sẽ sử dụng thêm một cái nguyên liệu mình rất là ưa thích, đó chính là xúc xích. Mình là một fan cuồng của xúc xích nha mọi người. Đây là một cái nguyên liệu mà cũng không cần thiết phải có trên một cái cheese board, nhưng mà mình thích sử dụng bởi vì mình cảm thấy là nếu như các bạn có một cái bữa tiệc mà uống rượu whisky á, thì các bạn nhâm nhi với lại xúc xích rất là hợp luôn. Và trái cây tươi cũng là một cái nguyên liệu mà không thể thiếu. Nó giúp chúng ta đỡ bị ngấy. Và đặc biệt trong một cái bữa tiệc thì sẽ có những người bạn mà không có thể ăn được cheese, không thể ăn được đồ béo, thì trái cây tươi sẽ là một cái món rất là cần thiết. Các bạn có thể sử dụng táo xanh nếu như các bạn cần một chút xíu màu xanh trên cái đĩa cheese board của mình. Ở đây hôm nay thì mình đã có nho xanh rồi nên là mình sẽ sử dụng táo đỏ. Và cuối cùng thì mình sẽ lấp đầy những cái khoảng trống trên cái cheese board của mình bằng trái cây khô. Hôm nay thì mình sử dụng một loại duy nhất, đó là trái mơ khô. Các bạn có thể sử dụng nhiều loại khác nhau. Và mình đặc biệt thích những cái trái cây khô mà nhai nó hơi giòn giòn sực sực á các bạn.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái đĩa cheese board của ngày hôm nay rồi. Các bạn có thể thay đổi những cái nguyên liệu bằng các cái loại phô mai hoặc là các loại thịt mà các bạn thích ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo nha. Cheers!